kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2020. Khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu, cuộc sống của con người ở khắp nơi trên thế giới đã phải thay đổi. COVID-19 là cơn sóng dữ đánh trực tiếp vào sức khỏe nhân loại. COVID-19 là cơn sóng dữ tàn phá trực diện nền kinh tế toàn cầu. Cơn sóng dữ mang tên COVID-19 đã gây ra cuộc đại suy thoái toàn cầu với hàng chục triệu người thất nghiệp, buộc nhiều quốc gia phải đóng cửa, nhiều nền kinh tế chứng kiến GDP rơi xuống mức thấp kỷ lục. Rõ ràng rằng, việc phòng chống dịch COVID-19 là chưa từng có tiền lệ với nhân loại. Nên thực tế gần 2 năm qua, tất cả các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức ở tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu đều phải tự tìm cách vượt qua. Nhưng thật kỳ lạ, nếu như cơn sóng dữ COVID-19 càng diễn biến phức tạp, càng nhiều biến thể mới khiến hàng triệu người bị nhiễm bệnh, khiến kinh tế thế giới kiệt quệ thì càng khiến cho nhiều sự thay đổi diễn ra. Càng lúc càng phi thường, càng kinh ngạc. Cơn sóng dữ COVID-19 đã buộc thế giới phải tham gia vào một thử nghiệm toàn cầu về cải cách y tế. Cơn sóng dữ COVID-19 buộc hàng tỷ người lao động phải làm việc tại nhà. Cơn sóng dữ COVID-19 cũng buộc nhân loại bước vào kỷ nguyên công nghệ 4.0 của thời đại tự động hóa, robot hóa. Hay nói cách khác, mặc dù COVID-19 đã gây chấn động cho loài người, đem đến cho chúng ta rất nhiều tổn thất, thậm chí đau thương, phải trả giá bằng mạng sống, nhưng cũng là tác nhân khiến con người buộc phải nhanh chóng thay đổi, tái cấu trúc lại nền kinh tế toàn cầu, tìm lại giá trị cốt lõi tốt đẹp của cuộc sống, tìm kiếm trở lại tình yêu thương sâu sắc giữa người với người. Cũng như các quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch toàn cầu này. Hàng triệu doanh nghiệp Việt Nam cũng đã nhận được nhiều bài học khi phải cùng nhau vượt qua hàng vạn con sóng khó khăn ấy. Tuy nhiên, với tinh thần chống dịch như chống giặc, giữa cuộc chiến, các khó khăn, áp lực, vất vả, mệt mỏi ấy, đội ngũ doanh nhân, chuyên gia, người lao động ở tất cả các ngành nghề đều tự mình đưa ra những giải pháp thiết thực để vượt qua con sóng dữ COVID-19. Đến với chương trình truyền hình trực tuyến mang tên Họ đã vượt qua COVID-19 như thế nào? Của truyền hình Báo Pháp Luật Việt Nam, quý vị sẽ được các doanh nhân, chủ doanh nghiệp, những vị thuyền trưởng trực tiếp lèo lái con thuyền doanh nghiệp chia sẻ về câu chuyện rất thật, rất đời của chính họ trong nỗ lực vượt qua COVID-19 như thế nào, để hiểu họ đã kiên định giữ vững sản xuất ra sao, họ đã nhiệt huyết chung tay cùng xã hội như thế nào, làm thế nào mà họ có đủ sức tận tâm chăm lo đồng hành cùng người lao động khiến họ lay động đến tận tâm can, họ đã đột phá đưa ra những giải pháp gì để tồn tại và phát triển. Đặc biệt, họ sẽ bộc bạch thật thẳng thắn những khó khăn họ đang gặp phải với mục tiêu buộc phải tồn tại và phát triển giữa muôn trùng khó khăn này như thế nào. Câu chuyện về những vị thuyền trưởng lèo lái con thuyền doanh nghiệp vượt qua nghịch cảnh COVID-19 thực sự là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói: chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công. Hãy tin tưởng rằng, trong hành trình vượt qua cơn sóng dữ mang tên COVID-19, thành công chỉ đến với những doanh nghiệp, doanh nhân biết kiên nhẫn, biết lắng nghe, biết nỗ lực và dũng cảm đương đầu với thử thách. Quý vị đang theo dõi bản tin doanh nghiệp và hội nhập của truyền hình Báo Pháp Luật Việt Nam, được phát trên kênh truyền hình Pháp Luật Việt Nam tại địa chỉ www.tvphapluat.vn. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh fanpage và kênh YouTube của truyền hình Pháp Luật Việt Nam. Bản tin doanh nghiệp và hội nhập do Tập đoàn Đầu tư Thành tựu phối hợp với truyền hình Báo Pháp Luật Việt Nam thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Vinamilk đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời tại các trang trại bò sữa. Lãi suất tiền gửi có thể tăng 30 đến 50 điểm cơ bản nửa cuối năm. Lavi công bố mục tiêu hoàn trả lượng nước sử dụng trong sản xuất. Phụ nữ khởi nghiệp trên nền tảng số. GoCheck, từ tổng đài xe ôm đến startup,
siêu ứng dụng hàng đầu khu vực. Một khi đã đam mê, thể hiện, ngày mới đã. Như Milly Modern, đứng top trend, triệu người mê lên. Giọng Thái Tôm đây, vàng danh lừng lẫy. Thời thượng vị phá lỗ bò và lồng gà chanh dây. Nào, sẵn sàng chưa? Modern, ngày mới đã. Hướng đến phát triển bền vững, Vinamilk triển khai sử dụng năng lượng mặt trời theo lộ trình sẽ triển khai trên toàn bộ hệ thống trong năm nay với 12 trang trại bò sữa sử dụng năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời đã được đưa vào sử dụng tại trang trại Vinamilk Bình Định từ đầu năm 2021. Đến nay, Vinamilk đã có 5 trang trại đưa vào sử dụng điện mặt trời và theo lộ trình sẽ tiếp tục triển khai trên toàn bộ hệ thống trong năm nay. Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng tái tạo mang tính xu thế cao và được khuyến khích đầu tư tại các trang trại 4.0 trên thế giới. Đây là nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, từ quang năng của ánh sáng mặt trời được chuyển hóa thành điện năng qua hệ thống tấm pin và hệ chuyển đổi lắp đặt trong khuôn viên chuồng trại. Từ đó hình thành nên một hệ thống điện sạch, an toàn, phục vụ cho mọi hoạt động vận hành và sinh hoạt trong trang trại. Phần dư được trả lên lưới điện quốc gia, đóng góp vào việc sản xuất năng lượng sạch. Tại Việt Nam, sau quá trình khảo sát thí điểm, công ty Vinamilk bắt đầu triển khai việc sử dụng năng lượng mặt trời tại tất cả các trang trại bò sữa từ năm 2020. Trang trại bò sữa Organic Đà Lạt là đơn vị đầu tiên được triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái của các khu vực chuồng trại. Kết quả cho thấy có gần 60.000 kW điện năng một năm đã được tái tạo và giảm đáng kể lượng khí CO2 thải ra môi trường. Sau quá trình thực hiện thí điểm năm 2020, việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tiếp tục được Vinamilk triển khai giai đoạn 1 tại các trang trại còn lại ở tỉnh Lâm Đồng, trang trại bò sữa Bình Định và trang trại bò sữa Quảng Ngãi. Trong đó, trang trại bò sữa Quảng Ngãi ước tính sẽ có công suất và lượng điện sản xuất lớn nhất sau khi hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động. Như vậy, đến thời điểm này, đã có 5 trên 12 trang trại bò sữa của Vinamilk đã chuyển đổi sang điện mặt trời với tổng lượng điện ước tính đạt hơn 19 triệu kWh, giúp giảm hơn 17,3 triệu kg khí CO2 phát thải. Theo lộ trình được Vinamilk xây dựng, khi năng lượng mặt trời được sử dụng trên quy mô 12 trang trại cả nước, tổng công suất có thể đạt hơn 54 MWp, giúp tái tạo gần 70 triệu kWh điện năng một năm. Điều này sẽ góp phần giảm hơn 62 triệu kg khí CO2 một năm, gây hiệu ứng nhà kính thải ra bầu khí quyển, con số tương đương với khả năng hấp thụ của hơn 3,4 triệu cây xanh được trồng. Đây được xem là hướng đi không chỉ giúp phát triển ngành chăn nuôi bò sữa theo hướng hiện đại chuẩn quốc tế, mà còn bền vững và tạo dựng các giá trị chung theo các mô hình về phát triển bền vững của thế giới. Trung tâm phân tích chứng khoán SSI, SSI Research, vừa có báo cáo thị trường tiền tệ tuần từ 29 tháng 3 tới 2 tháng 4, đề cập thị trường mở tiếp tục không phát sinh giao dịch, lãi suất trên liên ngân hàng nhích nhẹ từ 4 đến 7 điểm, cơ bản chốt tuần ở mức 0,35% trên năm với kỳ hạn qua đêm và 0,46% trên năm với kỳ hạn một tuần. Nếu không tính đến đợt biến động ngắn mang tính chất mùa vụ của lãi suất liên ngân hàng trước và sau Tết Nguyên Đán, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng duy trì ở vùng rất thấp trong suốt 9 tháng qua. Trong quý 1, lượng tiền bơm ròng qua thị trường mở và kênh ngoại tệ đều bằng không. Tín dụng quý 1 tăng 2,04% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng 1,31% của cùng kỳ năm 2020. Trong quý đầu tiên, SSI Research ghi nhận một số điều chỉnh tăng giảm 10 đến 40 điểm cơ bản tại một số ngân hàng thương mại, nhưng hầu hết giữ nguyên mức lãi suất tiền gửi. Đối với lãi suất cho vay, Vietcombank áp dụng giảm lãi suất cho toàn bộ dư nợ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong 3 tháng. BIDV triển khai gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ kéo dài đến 30 tháng 9 năm 2021, hầu hết các ngân hàng thương mại vẫn giữ nguyên mức lãi suất cho vay so với cuối năm 2020. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 03/2021 sửa đổi bổ sung thông tư 01. Theo đó, các ngân hàng thương mại có thể mở rộng phạm vi các khoản nợ được tái cơ cấu và có cơ sở để đưa ra phương án tài chính rõ ràng hơn nhờ ấn định thời điểm kết thúc tái cơ cấu miễn giảm lãi là 31 tháng 12 năm 2021 và quy định về trích lập dự phòng với lộ trình 3 năm. Điều này sẽ tạo thuận lợi hơn cho các ngân hàng thương mại trong việc triển khai hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Hoạt động kinh tế sôi động hơn sẽ khiến nhu cầu tín dụng và lạm phát tăng cao hơn trong nửa cuối 2021, khiến lãi suất tiền gửi gia tăng. SSI Research cho rằng mặt bằng lãi suất tiền gửi vẫn tiếp tục ổn định trong hầu hết quý 2, nhưng có thể nhích tăng từ 30 đến 50 điểm cơ bản trong nửa cuối năm 2021. Lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực ưu tiên có thể điều chỉnh giảm nhẹ ở một số ngân hàng, nhưng về cơ bản mặt bằng lãi suất chung sẽ vẫn ổn định.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Lavi, thành viên của tập đoàn Nestle vừa công bố mục tiêu hoàn trả 100% lượng nước sử dụng trong hoạt động sản xuất vào năm 2025. Nhằm tạo tác động tích cực đến nguồn nước tại địa phương, theo đại diện công ty này, nước là nguồn tài nguyên quý giá đối với con người cũng như sự toàn vẹn của môi trường tự nhiên. Vì thế, bảo vệ nguồn nước tại các địa phương Nestle đang hoạt động là một trong những mục tiêu của tập đoàn nhằm góp phần nâng cao chất lượng sống của tất cả mọi người và thế hệ tương lai. Lavi là công ty về nước khoáng thiên nhiên đóng chai tại Việt Nam. Vì thế, bên cạnh mục tiêu cung cấp nước uống chất lượng và giúp mọi người lựa chọn nước uống tốt cho sức khỏe, bảo vệ tài nguyên nước là một trong những chiến lược phát triển bền vững của Lavi. Trong đó, Lavi mới đây cho biết đang thực hiện nhiều chương trình kết hợp để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn trả lượng nước sạch cho cộng đồng và môi trường tương đương 100% lượng nước công ty sử dụng trong hoạt động sản xuất. Trong những năm qua, Lavi là một trong những doanh nghiệp có các sáng kiến về bảo vệ nguồn nước. Đến nay, nhà máy Lavi tại Long An là đơn vị nhận được chứng nhận từ tổ chức Alliance for Water Stewardship nhờ đạt tiêu chuẩn quốc tế trong bảo vệ nguồn nước chung. Sử dụng nước hiệu quả trong sản xuất là một trong những chương trình chính được đẩy mạnh nhằm bảo vệ tài nguyên nước. Nestle Việt Nam và Lavi kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nước tại các nhà máy, nhờ đó tỷ lệ tiết kiệm nước được cải thiện qua mỗi năm. Lượng nước sử dụng trong sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm vào năm 2020 giảm 30% đến 35% so với năm 2010 nhờ các sáng kiến và giải pháp nhằm giảm thiểu sử dụng nước, thu gom, xử lý và tái sử dụng nước. Các sáng kiến tiết kiệm nước còn được chia sẻ đến đối tác và cộng đồng. Theo đó, với chương trình Nescafe Plan của Nestle Việt Nam thông qua kỹ thuật tưới tiêu dễ thực hành, người nông dân trồng cà phê hiện có thể tiết kiệm được hơn 40% lượng nước mà vẫn đạt được năng suất cây trồng như mong muốn. Lavi cũng chia sẻ các thực hành tốt trong tiết kiệm nước đến các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác để cùng nhau sử dụng nước hiệu quả. Với tham vọng không tạo ra tác động tiêu cực lên môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh đến 2030 của tập đoàn Nestle và mục tiêu tạo tác động tích cực đến nguồn nước tại địa phương, Nestle Việt Nam và Lavi sẽ tiếp tục đưa ra các sáng kiến để cùng cộng đồng góp phần đảm bảo sự bền vững của các nguồn nước tự nhiên cả về lượng và chất. Một khi đã đam mê, thể hiện, ngày mới đã. Như mì ly Modern. Đứng top trend, triệu người mê linh. Lộng thái tôm đây, vàng danh lừng lẫy. Thời thượng vị phá lỗ bò. Và lồng gà chanh dây. Nào, sẵn sàng chưa? Modern, ngày mới đã. Ngày 30 tháng 3, mạng lưới phụ nữ khởi nghiệp Women Startup Network WSUN tổ chức diễn đàn phụ nữ khởi nghiệp trên nền tảng số Women Startup Forum 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham gia của đông đảo khách mời là các nhà đầu tư, nhà cung cấp, huấn luyện viên thành viên WSUN. Các nữ lãnh đạo, nhà doanh nhân, chính khách, người nổi tiếng là những phụ nữ khởi nghiệp thành công như Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Ngọc Diễm, Á hậu Thúy Vân, Á hậu Hoàng My, Nữ hoàng Dance Sport Khánh Thi, Hoa hậu Ngọc Diễm, đạo diễn nhà sản xuất Mai Thu Huyền cùng hơn 500 phụ nữ khởi nghiệp. Diễn đàn phụ nữ khởi nghiệp trên nền tảng số là không gian giao lưu, kết nối kinh doanh giữa cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp với gần 50 nhà cung cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng, các huấn luyện viên của WSUN và những người quan tâm đến việc khởi nghiệp trên nền tảng số. Theo Á hậu quý bà thế giới Nguyễn Thu Hương, Tổng giám đốc Hương Nam Group, nhà sáng lập dự án WSUN, 8 yếu tố để khởi nghiệp thành công gồm tài năng thiên bẩm, người phát hiện và dẫn dắt, môi trường, đối tác, đa dạng hóa năng lực cốt lõi, chiến lược, kiên trì, sống có đạo đức và có lý tưởng. Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra lễ công bố hợp tác và ký kết gói đầu tư 420 tỷ đồng hỗ trợ mạng lưới phụ nữ khởi nghiệp WSUN giữa Nam Hương Group và Ichi Việt Nam. Cùng với đó là lễ công bố và vinh danh Top the Best Brand WSUN Choice 2021. Bắt đầu từ mô hình một tổng đài gọi xe ôm, Gojek từng bước trở thành một trong những siêu ứng dụng hàng đầu Đông Nam Á. Một khi đã đam mê, thể hiện, ngày mới đã. Như mì ly Modern. Đứng top trend, triệu người mê linh. Lộng thái tôm đây, vàng danh lừng lẫy. Thời thượng vị phá lỗ bò. Và lồng gà chanh dây. Nào, sẵn sàng chưa? Modern, ngày mới đã. Gojek ra đời từ chính những sự bực bội mà người đồng sáng lập kiêm cựu CEO Nadim Makarim gặp phải vào năm 2008 khi Nadim còn trẻ và đang làm việc tại McKinsey.
Để di chuyển từ nhà đến văn phòng mỗi ngày, Makarim cần tìm cách di chuyển nhanh qua những con phố lúc nào cũng kẹt cứng của Indonesia. Vì xe riêng không phải một lựa chọn khả thi, chàng thanh niên 25 tuổi nhanh chóng trở thành một khách hàng quen thuộc của Ojek. Dù vậy, điều khiến Nadiem bận tâm là chất lượng dịch vụ không nhất quán. Đôi khi tài xế Ojek của tôi ở xa và không thể có mặt. Theo ông, chỉ có công nghệ mới có thể giải quyết được vấn đề. Từ đây, Gojek ra đời như một tổng đài gọi xe ôm ở Indonesia và từng bước trở thành một trong những startup lớn nhất trong khu vực. Kính thưa quý vị vừa xem xong bản tin Doanh nghiệp và Hội nhập Truyền hình Pháp luật Việt Nam được phát trên Truyền hình Pháp luật trực tuyến tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn. Truyền hình Pháp luật sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những thông tin của chuyên mục trong các kỳ tiếp theo. Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ với bản tin Doanh nghiệp và Hội nhập vui lòng gửi về địa chỉ 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi cho số điện thoại chuyên mục 090-9194-000. Ngoài ra, quý vị có thể gửi thông tin về địa chỉ email info@truyenhinhphapluat.gmail.com. Bản tin Doanh nghiệp và Hội nhập do Tập đoàn Đầu tư Thành tựu phối hợp với Truyền hình Báo Pháp luật Việt Nam thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.